Tuần rồi thì theo chân má với mấy anh ra vườn để thu hoạch trái dưa gang. Còn tuần này thì tự đi thu hoạch chùm ruột ở cả nhà. Chùm ruột ở nhà mình thu hoạch thì chủ yếu mình hái tay không à. Chứ hồi trước mình thấy có khi cả nhà mọi người hay sử dụng cái cách là ở dưới sẽ có người hứng lưới hoặc là hứng tấm cao su rồi với cả nhà rồi rung, rồi trái nó rụng xuống. Nhưng mà vậy thì đôi lúc làm trái nó dập hen. Cũng có mấy cây má mình đã thu hoạch bán lai rai rồi cả nhà. Còn cây này nó nhiều, nó đủ số lượng mình giao cùng một lúc, nên là mình chừa lại để cho cái mình thu hoạch thời điểm này nè. Khi mình thu hoạch những cái sản phẩm từ việc mình gieo trồng hoặc là mình làm ra thì cảm giác nó rất là thú vị cả nhà, rất là vui luôn á. Hái cả buổi sáng thì cũng được hơn chục ký nè, lẩm rẩm cho chùm ruột chua làm cũng được nhiều món lắm cả nhà. Nào là ngâm muối hen, rồi lắc muối ớt, rồi ngào đường nè, rồi ngâm rượu nè. Có khi em thấy người ta kho cá người ta cũng để vô nữa đó cả nhà, ăn cũng lâu lâu đổi vị cũng ngon hen. Đầu mùa tới giờ em cũng bán được một mớ rồi. Phần này đem giao, còn trên cây chừa lại để chuẩn bị ngào đường nè.